Chào bình minh hoa ban mai là lời. Như Miệt Thằng Ái gặp lại quý vị khán giả của đài VNTV tại miền Nam California trên băng tần 57.3 miền Bắc California trên băng tần 16.10. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America. Và chương trình ngày thứ hai như thường lệ vẫn là sự phối hợp giữa hai đài radio đáp lại sông núi Pháp Việt Việt Nam mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ trên 9 năm qua. Và đại diện cho đài đáp lại sông núi ngày hôm nay là anh Trần Quốc Bảo từ vùng phi trường Los Angeles. Trước hết kính chào anh Trần Quốc Bảo. Kính chào anh Dư Miên và hân hạnh tái ngộ với quý khán giả VNTV buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi có những tin tức về bầu cử cũng như là về COVID-19, đồng thời là có những tin tức liên quan ở bên Việt Nam kỳ này. Trong phần tin Việt Nam, anh Trần Quốc Bảo, đài đáp lại sông núi sẽ phân tích cái lý do nào mà Cộng sản Việt Nam cho chiếu phim trận đánh Trung Cộng, đánh Việt Cộng năm 1979. Nhưng thưa anh Trần Quốc Bảo cũng như quý khán giả, có lẽ đề tài về Hoa Kỳ đó, thì tôi xin phép anh để mình dời cái COVID xuống dồn lại quốc tế với Mỹ chung. Bây giờ ai cũng nóng lòng tại vì bầu cử gần tới rồi mà cái đại dịch này, thì bây giờ anh có thể trình bày về hai cái đại hội của hai đảng không anh? Vâng, thưa anh Dư Miên, đúng như anh Dư Miên nói, cái tin rất là hấp dẫn đó. Như chúng ta đều biết, ngày hôm nay thì cái đại hội đảng Dân Chủ họ bắt đầu cử hành ở tại tiểu bang Milwaukee, thưa anh Dư Miên. Và vâng, bây giờ thì chưa đâu, dự trong ngày hôm nay, nhưng mà với cái tình trạng coronavirus đang hoành hành trên đất Mỹ này đó, thành ra tất cả những cái sinh hoạt của đảng Dân Chủ cũng như tuần tới đây là đảng Cộng Hòa đó, sẽ diễn ra vào buổi tối để cho mọi người ở xa có thể theo dõi được và thực hiện dưới cái hình thức virtual, có nghĩa là thu hình rồi ghép lại với nhau chứ không phải là diễn ra tại một cái địa điểm. Thưa quý vị khán giả, trên màn hình Leo vừa chiếu đây là cái huy hiệu của kỳ đại hội đảng Dân Chủ đương diễn ra ở tại Milwaukee, dự trù ngày hôm nay, kéo dài ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tức là thứ hai, thứ ba và thứ tư. Và tới ngày thứ năm thì là kết thúc, tức là 4 ngày, thưa quý vị, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Cái hình thức tổ chức như chúng tôi vừa nói đó thì là sẽ tổ chức dưới hình thức virtual, có nghĩa rằng là làm các cái clip rồi ráp lại với nhau chứ không phải là diễn ra tại một chỗ. Nếu chiếu dùm cái trụ sở Wisconsin Center, cái hình số 14, để chúng ta thấy nơi cái địa điểm diễn ra đó là ở một cái trung tâm sinh hoạt ở tại cái tên của nó là Wisconsin Center tại thành phố downtown, thành phố Milwaukee. Chỗ này đó mới đầu thì dự trù mượn ở một cái chỗ chứa tới 17.000 chỗ ngồi. Thế nhưng mà với tình trạng dịch vụ hán quá trầm trọng như thế này đó, thì đổi lại là cái địa điểm này nó chỉ có 4.000 chỗ ngồi thôi. Và cái chương trình, thưa anh Dư Miên, ngày hôm nay sẽ bắt đầu với các phần phát biểu. Cái này của Đảng Dân Chủ đó, sẽ với phần phát biểu của một số các cái thành phần có ảnh hưởng trong Đảng Dân Chủ ngày hôm nay, như là ông Sanders, thượng nghị sĩ Sanders và Warren, có cả những người như là cựu tổng thống Bill Clinton, vân vân. Ngày mai đó, ngày thứ hai đó là bà Kamala Harris, và tới ngày cuối cùng thì lúc đó ông Joe Biden và bà Harris với lại chính thức nhậm chức và giới thiệu cái cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống này diễn ra ở tại địa điểm này. Thì anh, ông Joe Biden không tới tham dự cái buổi ngày hôm nay, trong suốt cái đại hội này, ngay cả cái diễn văn để mà nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ ông cũng thực hiện ở tại nhà và gửi cái video tới chứ không có hiện diện tại chỗ. Đó là cái diễn biến mà dự trù diễn ra như vậy, thưa anh Dư Miên. Vâng, chúng ta cũng biết là với cái COVID-19 này, tất cả những sinh hoạt nó thay đổi. Chúng ta nhìn thấy là câu chuyện xảy ra mới có 6 tháng, gần 7 tháng.
thì chưa có những cái trắc trở. Tại vì điệp viên nó nghĩ đến những cái vụ, ví dụ như anh gửi video cho tôi từ ở trên phi trường Los Angeles, anh gửi cho tôi trong khoảng thời gian tích tắc mấy giây, nhưng mà computer nó đến cái kịch vô, cái nó thêm vô lời của anh, nó anh Du Miên đi chơi với tôi uống cà phê, trong một cái chuyện nghiêm túc mà anh rủ đi uống cà phê thì như vậy người ta sẽ cười anh thấy không? Biết chừng đâu mai mốt những cái điệp viên sẽ làm như vậy. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi kể chuyện vui, đó là câu chuyện vui, nói chuyện giả tưởng thôi. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng những người lớn tuổi chúng ta thì có lẽ là không quan tâm lắm, nhưng những người trẻ thì chúng tôi mong rằng quý vị quan tâm điều này. Thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta ngay chính như cái tiệm đi chợ hay đi, bây giờ chúng ta đi mua sắm, mai mốt quý vị sẽ không gặp người tính tiền mà máy tính tiền cho quý vị. Mà bây giờ quý vị không cần phải vô ở trong tiệm nữa, quý vị ngồi ở nhà bấm computer, nó hiện lên cái áo, cái quần hay là cái hộp sàn, cái đồng hồ, rồi nó có hiệu, nó có tất cả giới thiệu về cái món hàng này. Quý vị muốn ngó nghiêng, ngó xéo, ngó gì thì quý vị bấm cái kịch vô trong đó, rồi trả tiền cũng bằng tiền ảo, tức là bằng credit card, rồi ở đó người ta gửi về cho quý vị. Cho nên tôi đề nghị những ai nghĩ về cái chuyện thay đổi này, dù con virus này hết nhưng mà thế giới đây là cái dịp để cho họ thay đổi. Thì chiến tranh trên mạng về thương mại đó, tức là cạnh tranh trên Internet bằng những phương tiện như là tất cả những phương tiện trên Internet, sẽ là một cách sinh hoạt mới trong chính trị, kinh tế, giáo dục, vân vân, tất cả. Cho nên bây giờ là lúc chúng ta rảnh nghiên cứu để thích nghi. Vâng, thưa cảm ơn anh. Đó là Đảng Dân Chủ, còn Đảng Cộng Hòa thì như thế nào? Vâng, để nói tiếp thêm một chút về Đảng Dân Chủ, quý vị muốn theo dõi diễn biến của Đại hội Đảng Dân Chủ thì chúng ta sẽ coi tối nay, thân yêu biên, tối nay bắt đầu bên Nam Cali của chúng ta, bên miền Tây này á, thì bắt đầu là từ 6 giờ chiều cho tới khoảng 8 rưỡi 9 giờ, còn bên miền Đông là tức là từ 9 giờ cho tới 11 giờ rưỡi, 11 giờ khoảng đó, thân yêu biên. Và chắc chắn là các đài truyền hình lớn đều trực tiếp chiếu cái chương trình đó để cho chúng ta cùng theo dõi. Về Đảng Cộng Hòa thì thưa anh, là tuần tới, tức là cách sau một tuần, tân tiêu viên, từ thứ hai, cũng từ thứ hai cho tới thứ năm, và đây là cái logo của Đại hội Đảng Cộng Hòa. Cái địa điểm là ở Charlotte, cuối cùng là ở Charlotte. Cái địa điểm này nếu mà chúng ta theo dõi đó, thì thấy là cách đây hơn một tháng, dự trù sẽ đổi qua Jacksonville ở tại Florida. Tuy nhiên, vì cái tình trạng dịch bệnh và với tình trạng ngân sách của bên Miami, nói chung là Florida đó, đã không đủ ngân sách và không đủ nhân sự để bảo đảm cái diễn tiến của cái Đại hội Đảng Cộng Hòa, cho nên cuối cùng là trở lại Charlotte, là thủ phủ của tiểu bang North Carolina, thưa anh. Và như chúng ta được biết đó, thật sự ra đó, thì ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra ở tại Charlotte, North Carolina, nhưng mà những ngày sau thì diễn ra DC, thành phố miền, và có nhiều phần chắc, mặc dù bây giờ chưa có một cái quyết định chính xác, nhưng mà có thể Tổng thống Donald Trump sẽ đọc diễn văn nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa từ tòa Bạch Ốc, và đó là cái vấn đề mà hiện tại đang có cái dư luận đặt vấn đề về cái địa điểm mà ông ta đọc diễn văn như vậy. Thì thưa anh, đó là những tin tức, và dĩ nhiên Đại hội Đảng Cộng Hòa cũng sẽ diễn ra giống hệt như Đảng Dân Chủ, có nghĩa là từ xa gửi thực hiện các video clip gửi đến nơi để tập trung lại, chứ không phải là tất cả tập trung tại một chỗ như là những kỳ đại hội trước. Vì vậy chắc chắn là cái mức độ mà hào hứng, mức độ mà hấp dẫn lôi cuốn thì nó sẽ bớt đi nhiều. Nhưng như anh Du Miên nói đó, với cái tình trạng hiện tại coronavirus đó, nó ảnh hưởng đến không phải chỉ có đời sống của chúng ta, suốt 6-7 tháng qua chúng ta không có được đi ra ngoài, mà nó còn ảnh hưởng tới các sinh hoạt khác, kể cả chính trị, kể cả hầu như là mọi thứ, như anh Du Miên vừa góp ý vừa rồi đó, thưa anh và thưa quý khán giả.
Vâng, anh Trần Quốc Bảo, bây giờ thì có lẽ là Leo chiếu lại cái logo. Tôi muốn bàn với anh một tí về cái logo này. Cái thứ nhất đó là cái mờ mờ ở đằng sau màu xanh đó có phải là cái vương miện không anh? Logo chiếu lại đi để các vâng, thì đó anh là cứ nhìn kỹ cái vô máy. Đó. Rồi cái con voi là cái 16 tiêu đó, biểu cái cho Đảng Cộng Hòa. Đó, thưa quý vị, ở đằng sau, hồi đầu tiên tôi tưởng là một lực sĩ để hai cái tay chống nạnh, nhưng mà ngó đi ngó lại thì là cái vương miện. Và cái con voi này đó, quý vị thấy không, nó có vẻ hất xì xèn, nó có vẻ rất là Tổng thống Trump. Và cái logo này theo ý tôi, có thể tôi sai, nhưng mà trong cái thuyết âm mưu đó, người ta cái coronavirus là cái chữ corona đó nó bắt nguồn từ cái vương miện này. Cái vương miện mà đó là cái tiêu biểu của Tổng thống Trump. Anh có nhìn ra cái đó không anh Bảo? Anh đặc biệt là anh Du Miên có con mắt rất là tinh để mà nhận xét ra cái sự kiện này. Thật sự ra thì có lẽ là người ta có một ý niệm khác, nhưng mà cái điều đó là có lẽ mình phải nghiên cứu sau hơn anh Du Miên. Vâng. Còn cái việc đó thưa quý vị, bây giờ là trong thời buổi Covid này đó, ông Trump ổng ngồi ở đâu để mà ổng nhận sự đề cử, cũng giống như là ông Biden ổng ở quê nhà của ổng, ổng cũng nhận cái sự đề cử vậy. Ông Trump nhà ổng ở đâu, tức là White House, ổng có cái lợi thế là White House, mà tự nhiên người ta lại thắc mắc cái chuyện tại sao ổng ngồi ở đó White House mà ổng nhận chức. Tôi thấy cái này là cái không công bình của media, của truyền thông. Ở đâu, ông ở đâu, ông ngồi tại nhà, ông nhận sự đề cử. Ông Biden cũng ngồi tại nhà, nhà của ông không phải là tòa Bạch Ốc. Trong khi Tổng thống Trump hợp pháp, ông cư ngụ tại tòa Bạch Ốc. Đó, thì những cái đó là những cái họ cứ kỳ kè với nhau từng ly từng tí để giành phiếu. Chúng ta thấy những cái này nó cũng vui vui phải không anh Bảo? Vâng thưa anh, thì cái sự kiện này anh nêu ra nó là có một cái sự kiện rất là đặc biệt. Không phải chỉ có những thành viên đảng Dân Chủ mới đặt vấn đề sang Du Miên, ngay cả một số các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cũng cho rằng là cái sự kiện sử dụng tòa Bạch Ốc để, bởi vì đây là một cơ quan công quyền, và cơ quan công quyền trên nguyên tắc đó, cơ quan những công quan công quyền thì không được dự phần vào các cái sinh hoạt chính trị đảng phái, và đó là cái vấn đề người ta đặt ra. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh hiện tại thì nó có rất là nhiều cái dư luận, nhưng mà thưa anh Du Miên, nếu nói về vấn đề bầu cử đó, thì cái điều mà trong quá khứ người ta rất là chú ý đó là những cuộc buổi tranh luận debate giữa các ứng cử viên đó, trên những viên có lẽ điều này là cái điều mà chúng ta nên trình bày với khán trong giả trên ATV. Phần hai bây giờ chúng ta không còn, chúng ta chỉ còn có 2 phút mà nó thâu đủ. Anh cứ nói rồi có thể mình giờ qua phần hai. Vâng, mời anh. Vâng, thưa quý khán giả VNATV, như là chúng ta sống tại Mỹ này thì những cuộc debate này nó rất là ảnh hưởng, cái ảnh hưởng đối với dư luận và đối với từng cá nhân một, là bởi vì đây là cái gì chúng ta trực tiếp nhận định về những ứng cử viên. Thì vì vậy các cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nó rất hấp dẫn. Và ở đây thì chúng tôi xin tóm lược qua cái lịch trình những ứng cử viên này. Nêu chiếu dụng hình số 18, trong đó có trình bày những cái ngày để cho quý khán giả có thể theo dõi hình số 18, tức là những cái định kỳ. Vâng, như chúng ta thấy cái hình này là liệt kê các cái buổi tranh luận của các ứng cử viên tổng thống giữa Joe Biden và đương kim tổng thống Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa. Đó là trong 3 ngày 29 tháng 9 ở tại Ohio, sau đó là ngày 15 tháng 10 ở tại Florida, và cái buổi tranh luận cuối cùng, debate cuối cùng hết là ngày 22 tháng 10 ở tại Tennessee. Đó là 3 cái địa điểm và 3 cái thời điểm để có diễn ra các cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống. Tôi chiếu dùng cái hình số 19 để cho ta thấy cái ứng cử viên Dân Chủ ở Cộng Hòa và Dân Chủ ứng cử viên phó tổng thống. Thì cái ngày hôm đó là ngày 7 tháng 10 và diễn ra ở tại Salt Lake City, tiểu bang Utah, thưa quý vị. Do đó
tổng thống, ứng cử viên tổng thống thì có 3 buổi, còn ứng cử viên cộng hòa phó tổng thống chỉ có 1 buổi mà thôi. Và cái buổi cuối cùng của ứng cử viên tổng thống nó diễn ra chỉ coi như có 10 ngày trước khi bầu cử mà thôi, bầu cử ngày 3 tây tháng 11. Thì cái buổi tranh luận nó diễn ra ngày 22 tây tháng 10, tức là dân chúng theo dõi lần cuối. Và đó là cái lịch trình, và chắc chắn cho đến bây giờ người ta chưa biết cái hình thức debate như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ có sự hiện diện của hai người ở tại chỗ. Ai là người để điều hành các cái cuộc debate này, đặt câu hỏi vân vân, cho đến bây giờ gọi là moderator đó, người điều hợp đó, thì người ta chưa quyết định. Thanh Du Miên có lẽ là trong vòng phải một tháng tới thì người ta mới quyết định những thành phần đó. Vâng, cảm ơn anh Trần Quốc Bảo. Chúng ta sẽ nghỉ một vài phút. Sau vài phút quảng cáo, chúng tôi trở lại cùng quý vị. Ha ha ha!